người Mão sinh các năm 1951, 1963, 1987, 1999, 2011. Tuổi Mão là biểu tượng của sự trường tồn, may mắn và mãn nguyện. Người tuổi này lịch thiệp, khéo léo khi ứng xử và luôn học cách đưa ra lời khuyên đúng đắn. Là người tốt bụng, nhạy cảm với cái đẹp, bạn luôn có cách nói chuyện nhẹ nhàng. Duyên dáng, những đặc điểm của một nhà ngoại giao thành công. Đa phần tuổi Mão yêu thích một cuộc sống nhẹ nhàng, dễ dàng, chọn những trang phục mang lại sự thoải mái. Một căn nhà đem đến sự thư giãn. Những thiết kế loè loẹt, rối mắt làm mất cảm giác cân bằng thường bị bạn bỏ qua. Yêu thích sự đơn giản, bạn sẽ chọn những điều thuần khiết nhất. Thế nên, trong bạn không có những đấu tranh nội tâm dữ dội, vì bạn tin tưởng hoàn toàn vào khả năng phán đoán và quyết định của mình. Nhâm Dần là năm rất tốt với tuổi Mão, dù vẫn có một vài thách thức. Khó khăn xuất hiện, bạn sẽ phải đánh giá lại cuộc sống của mình, xem xét bản thân sai, đúng điều gì để cải thiện. Từ đó, bạn có thể hướng tới một cuộc sống mới, phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây là thời điểm tốt nhất để gạt bỏ những bộn bề trong cuộc sống, hướng tới những giá trị tích cực hơn bằng nỗ lực, hành động, quyết tâm. Phong thủy tuổi Mão và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 5/5 sức khỏe, 4/5 sự nghiệp, 5/5 tình yêu, 4/5 con số may mắn, 1, 2, 9, 0 màu may mắn, trắng, xanh, xám, vàng nhạt. Tháng thuận lợi. Tháng riêng, tháng 6, tháng 12 âm lịch, tài lộc năm Nhâm Dần đầy thử thách thúc giục tuổi Mão cố gắng nhiều hơn. Bạn cũng cần phát triển thể chất tinh thần để tạo ra thay đổi. Một vài thời điểm, bạn cảm thấy mình thất bại, nhưng kiên trì đi qua, bạn sẽ đạt được phần thưởng đáng giá. Trong công việc, tuổi Mão năm nay gặp nhiều may mắn. Thái độ tích cực giúp bạn ghi điểm. Dễ dàng hợp tác với đồng nghiệp cấp trên và thể hiện các kỹ năng tốt của mình. Để cải thiện vận may, bạn nên đeo vòng lapis lazuli với mặt đặc trưng cho tuổi mình. Trong năm, bạn có thể hoàn thành một dự án nào đó, cảm nhận rõ sự phát triển của bản thân. Khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, bạn có thêm sức mạnh để đạt được mục tiêu là độc lập về công việc kinh tế. Bạn nên tránh tối đa lãng phí sức lực vào những mâu thuẫn có thể xảy ra với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác. Càng về cuối năm, cơ hội hút tiền của Mão càng tăng. Đây là những tháng thuận lợi để ký kết hợp đồng, đề nghị tăng lương. Dưới sự che chở của các vì sao may mắn, bạn có thể làm ăn phát tài, có địa vị xã hội hoặc tầm ảnh hưởng. Đặc biệt, người tuổi Mão có địa vị xã hội nhất định sẽ được cả công danh, tài lộc có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Người làm văn phòng nên tìm kiếm việc làm thêm để có nhiều thu nhập. Nữ tuổi Mão có thể đeo vòng đá citrine vàng, mặt tuổi mình, giúp phong thủy tốt, tài lộc dồi dào. Nam nên đeo vòng tay đá mắt hổ với mặt đặc trưng tuổi Mão. Tình yêu và hôn nhân, đây là năm quyết định liên quan đến tình yêu, hôn nhân. Việc chấm dứt mối quan hệ nào đó sẽ giúp bạn bước vào một quan hệ mới và tìm thấy sự bình yên. Bạn nên nhìn lại những gì đã đi qua, đặt câu hỏi đâu là điều bản thân thực sự khao khát. Đây là chìa khóa cho những trăn trở của riêng bạn. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh tím dấu hiệu tuổi mình để thu hút vận may đào hoa và giải quyết các khủng hoảng tình yêu, hôn nhân. Với tuổi Mão, cảm xúc yêu đương lãng mạn sẽ được tăng cường năm Nhâm Dần này. Trong khi sự nghiệp trên đà ổn định, tình cảm cũng tiến triển tốt, cho bạn gặp gỡ nửa kia phù hợp ở mọi môi trường xã hội. Các cặp đã kết hôn có thể tính đến sinh con. Những người đã kết hôn nên đề phòng sự xuất hiện của kẻ thứ ba, càng nên giữ khoảng cách với người khác giới nếu tôn trọng mối quan hệ hiện tại. Sức khỏe tuổi Mão có một năm dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, người mới đi làm có thể lo lắng do áp lực công việc, tâm trạng trở nên thất thường. Nên cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Cần chú ý nhiều hơn đến các bệnh về tiêu hóa. Tử vi các tuổi Mão năm Nhâm Dần: Ất Mão 1975, năm nay không thích hợp để mơ mộng viển vông.
Thay vì thế, cần hành động thực tế để chứng tỏ bản thân. Nếu bồi dưỡng năng lực, bạn có thể đạt thành quả cao. Đinh Mão, 1987, nhân đôi nỗ lực cá nhân là chìa khóa thành công. Nếu bạn hài lòng với thành tích hiện tại, bạn có thể bỏ qua những cơ hội lớn. May mắn đang thuộc về bạn, đừng bỏ lỡ. Kỷ Mão, 1999, sự tự tin được tăng cường kết hợp với nỗ lực. Chăm chỉ sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách, những thành tựu tốt chờ đợi bạn. Tân Mão, 1951-2011, cần chịu trách nhiệm cho mọi hành động của bản thân, không ai làm thay được cho bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng trách móc mình vì những chuyện không đáng. Bạn nên nắm lấy vận may để thành công. Quý Mão, 1963, đừng nghĩ về những chuyện quá khứ. Nên chuyên tâm vào hiện tại và suy nghĩ mọi việc tích cực hơn. Đây chính là năm tuyệt vời để xắn tay áo, thực hiện các kế hoạch mới cho tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.